Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay là mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề về cái cây bông giấy. Tôi thấy cây bông giấy nếu mà chơi bonsai thì cũng rất nhiều bạn quan tâm đến nó các bạn ha. Các bạn thân mến, thì bông giấy thì cái loại cây phải nói là rất là dễ trồng luôn, rất dễ trồng luôn. Kiểu như là bác trồng điều kiện gì nó cũng sống hết trơn, các bạn chỉ cần cắt cái nhánh đó các bạn ghim, các bạn dâm cành, các bạn cắt cái nhánh đó, các bạn thấy giống màu đẹp, các bạn cắt nhánh, các bạn dâm cành, các bạn dâm cành là cây nó sẽ một thời gian sau nó sẽ lên rồi. Nó lên, tôi nói nếu mà các bạn mà không có thời gian mà tỉa tốt, tôi nói nó lên giống như cái rừng xà nu luôn các bạn. Tuy nhiên có những cái gốc bông giấy mà nó đẹp, mà gốc bông giấy nó không, nó cái gốc nó đẹp thôi nhưng mà bông của nó các bạn không thích, thì các bạn có thể là mình dùng những cái dòng bông giấy khác mình ghép vô. Như là trước mặt của các bạn là tôi có ba cái giống bông giấy ha. Cái giống bông giấy thì giống bông giấy Mỹ. Thông thường là cái bông giấy Mỹ thì người ta trồng, người ta lấy cái gốc của nó, cái củ của nó để người ta ghép cái dòng khác vô. Ngoài thị trường họ bán, họ chuyên mua bán như vậy thôi, rất là dễ lên. Nhưng mà tôi thì tôi thích, tôi chơi hàng zin, bởi vì mình thấy cái cây bông giấy Mỹ tuy rằng nó không có đẹp sặc sỡ nhưng là những cái dòng bông giấy khác, các bạn thấy không, nó không có đẹp sặc sỡ nhưng mà những cái dòng bông giấy khác cái bông nó cũng nhỏ nhưng mà nó có cái nét đẹp riêng của nó. Thành ra mà tôi trồng á là tôi để cho hàng zin. Các bạn biết là cây này, cái zin mà tôi trồng tôi ép như thế này, các bạn biết mất rất là nhiều thời gian luôn. Thành ra cây bông giấy là một cái loại cây rất là dễ lên, rất là dễ sống, rất là dễ ra bông nếu các bạn trồng ở vùng khí hậu rống. Nhưng mà tuy nhiên để làm thành một cái tác phẩm mà nó gọn nhẹ mini, nói chung là chơi dòng mini thì các bạn ép cây cũng tốn rất là nhiều thời gian rồi, rất là khó luôn. Bởi vì các bạn có thể ép cho nó nhỏ được nhưng các bạn chưa chắc các bạn đã làm cho nó ra bông được. Khi mà nó ra nhỏ như thế này mà nó ra bông mà mình chơi nghệ thuật nè, mình nó chỉ cần leo tèo điểm xíu một vài bông thôi là ok liền, chứ không cần thiết để mà các bạn trồng nó ra rực rỡ. Khi mà cái dạng bông giấy mà nếu mà chơi mà rực rỡ thì nó cái dạng mà các bạn chơi trước cổng nhà, hoặc các bạn mà chơi cái bông giấy mà cái dạng tàn dù ở trên bông giấy nó tỏa lan như thế này đây, ở dưới đây để các bạn trại như thế này để chơi, thì cái đó thì nó phải đỡ bông rực rỡ nó mới đẹp. Còn các bạn mà chơi bonsai thì các bạn ép ha, ép nhỏ như thế này, chỉ cần nó điểm xuyến một vài bông thôi là các bạn thấy cây nó cũng rất là duyên. Cái đó là theo cách nhìn nhận của mình ha, của mình thôi, của tôi thôi ha. Còn nếu mà các bạn nào mà thích đó, thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Nếu các bạn không thích thì các bạn có thể đi theo cái chiều hướng riêng của mình. Bởi vì tôi thấy những cái tín đồ chơi bông giấy khi mà mở YouTube ra một cái là rất là nhiều luôn, nhiều người chia sẻ theo một cách. Nhưng mà chung quy lại, bông giấy là một dòng cây rất là dễ trồng. Nó sẽ ra bông nhiều nhất vào cái mùa khô. Thứ nhất là cái mùa nắng các bạn. Mùa nắng nó ra bông rất là nhiều. Rồi xong là bắt đầu khi mà nắng quá rồi nó ra bông rồi, nó bắt đầu nó rụng lá, nó sơ sát. Tại nắng quá, nói chung là nắng vừa phải thôi thì cây nó ra bông nhiều. Nhưng mà nắng quá rồi, hết đợt bông đó rồi thì nó không có đủ nước để nó lên những cái chồi mới, nó ra bông mới. Thì cây nó nằm nó chờ lại ở như miền Nam này ha. Nó nằm nó chờ lại khi mà những cái trận mưa đầu mùa mà dài cái mưa đầu mùa bắt đầu có nước vô, cái bông giấy nó bừng dậy bắt đầu nó dương lên, bắt đầu nó đâm chồi ra, bắt đầu nó nở bông đỏ hết, cây màu đỏ thì ra màu đỏ, cây màu trắng thì ra màu trắng. Nói chung là nó có đa dạng sắc màu thì rất là đẹp các bạn. Tôi thì tôi thích chơi những cái dòng mini. Các bạn thấy tôi đi sưu tập những cái dòng cây lạ, cái bông mà tôi thích đó, cái bông mà tôi thích về tôi trồng. Cái thằng em này lúc mà nó mới du nhập về Việt Nam á, cái bông giấy Ấn Độ, trong một lần tôi đi giao lưu ở Củ Chi thì mình thấy bông giấy đẹp quá thì mình xin cái nhánh về mình ghép. Lúc đó là nó hiếm mà tôi phải ghép. Rồi các bạn thấy cái bông giấy này nó đổi màu, nó có màu, nó chuyển màu, nó rất là dễ thương. Cái phần bông nó bự đồng thời nó lâu tàn. Cây này nó nở hôm nay là một tuần lễ rồi, mà coi giống như Mỹ cũng lâu nha, như Mỹ này 2 tuần nữa các bạn, 2 tuần mà chưa hết được bông. Nhưng mùa này mùa mưa nó cũng ra bông nhưng mà nó bông không có nhiều. Nó sẽ ra bông nhiều nhất vào cái mùa hè thôi. Các bạn khi mà tôi trồng cho tôi ghép nó lên rồi, khi mà cây mẹ nó lên tốt rồi, bắt đầu tôi lại cắt cái nhánh ghép mà nó dương nó lên đó, bắt đầu mình trồng lại thì nó trở thành một cây zin. Thì hôm nay thì mình cũng tạo một cái dáng
cái dáng cho nó hơi lạ lạ, nó hơi quái quái để mình chơi chơi cái dòng bonsai mini. Thì các bạn thân mến, thì thông thường một cây bông giấy khi mà mỗi một lần nó ra cái bông thì nó sẽ dương một cơ đọt lá. Các bạn lưu ý là một cơ đọt lá ngắn hay là dài, thứ nhất là nó tùy thuộc vào giống, cái thứ hai là nó tùy thuộc vào cách chăm sóc của các bạn. Cũng như là cây bông giấy Mỹ, mỗi một cơ đọt lá của nó không có dài, thông thường cơ đọt lá của bông giấy Mỹ thì nó lên cái tầm khoảng một gang tay thôi. Tuy nhiên có những cây nó tốt, các bạn trồng ngoài đất, một cơ đọt lá của nó có thể dương dài 1 mét nó mới ra bông. Thành ra là trong cái vấn đề mà các bạn chăm sóc cây để các bạn cho cái cơ đọt lá nó thùng lùng lại, nó ngắn lại, là đòi hỏi các bạn phải đầu tư cho một số cái kiến thức nhất định để mình chăm sóc. Cũng như là cái cây bông giấy này của tôi là các bạn ha. Các bạn thấy không? Cây này nó bỏ này đi. Đó các bạn. Như vậy là các bạn có thể là dâm nó sống nè. Là như vậy nè. Các bạn hái hết lá rồi, như vậy là các bạn dâm sống nè. Nhưng mà tôi không có nhu cầu nữa, tôi có dâm. Mỗi một cơ đọt lá nó ra, các bạn phải chờ cho nó già. Nó phải già cái cơ đọt lá đó thì nó mới có bông. Bởi vậy nó cái thành phần mà cơ đọt lá nó cái cây đẹp hay xấu là do cái cơ đọt lá ngắn hay dài. Nếu mà các bạn mà chơi bonsai mini thì cơ đọt lá nó ngắn lại thì cây đó nó sẽ ra bông đẹp hơn. Còn có những cây nó dương dài quá, nó xấu, thành ra là hơn thua nha chỗ đó. Thì cái cách duy nhất là các bạn muốn cho cơ đọt lá nó ngắn lại thì các bạn nó cho nó trong cái sống trong một điều kiện thật là nghèo dinh dưỡng ha. Khi mà các bạn chăm sóc cho nó, khi mà các bạn thấy nó mà chuẩn bị nó nhú cái trời non lên thì các bạn không bón phân, nói gì đâu, không bón. Rồi các bạn chỉ tưới ít nước thôi, nói chung là các bạn cầm chừng tưới nước để cho nó đủ nó lên thôi. Thì lúc đó cái cây mà trường hợp mà nó vừa thiếu dinh dưỡng và nó vừa thiếu nước thì cái cơ đọt lá nó vẫn phát triển, nó vẫn lên được, nó vẫn còn có cái nhựa trong cái thân cây, nó sẽ phát triển nhưng mà nó chậm lại các bạn, nó phát triển rất là chậm, nó không có tốt thì làm sao mà nó dậy được. Thì thế là lúc đó thì các bạn chờ cho nó ra bông ha. Khi mà bắt đầu mà nó ra mầm hoa thì thường nó ra mầm hoa thì cái ngọn của nó các bạn, cái lá của nó già, nó trượng lại và cái ngọn của nó có những cái đốm bông hoa nhỏ nhỏ như thế này, những cái mầm bông hoa nhỏ nhỏ. Thì lúc đó các bạn cho nó một chút lần với kali nha, lần với kali thôi, không cho đạm, các bạn bỏ lần với kali thôi. Thì bắt đầu là lần với kali để làm nhiệm vụ nó nuôi cái bông cho lớn lên, cái bông nó lớn lên, đồng thời cái thằng kali á, cái thằng kali nó làm cho cái màu sắc của cái bông nó đậm đà đúng nguyên bản của cái cây mẹ, rồi đồng thời nó giữ cho cái bông hoa nó lâu tàn nữa. Đó các bạn ha. Giờ để nói gì nói, tôi giới thiệu bạn thêm một cái giống cây trước khi mà tôi sang chậu cho em này ha. Tôi chia sẻ với bạn thêm một cái giống này, các bạn thấy không nè. Tôi trồng cái giống này, cái giống cây màu nó kêu bằng đỏ lửa đó các bạn, đỏ lửa nó rất đáng yêu nè, các bạn thấy không. Mình trồng, các bạn trồng cái bông giấy, các bạn bông giấy mà các bạn mà uống á, các bạn mà uống cho nó tạo thành những cái co rất là khó uống. Bởi vì các bạn biết không, bông giấy của mình nó giòn lắm, cái dòng này nó rất là giòn, các bạn uống nó ưa bị gãy. Thành ra là các bạn uống cây bông giấy này thì các bạn uống nó từ lúc nhỏ ha, cây nhà các bạn thấy không, tôi uống nó từ lúc nhỏ, từ lúc như thế này là các bạn uống được rồi. Chứ các bạn mà để cho nó già, cái nhánh nó già là các bạn uống có được, nó giòn nó gãy à, cái bông giấy nó vậy các bạn, nó khó lắm. Bây giờ cây này mình cũng tỉa tót là bớt lại, cái này mùa mưa nè, các bạn thấy không, cái bông của nó rất là cái đỏ lửa nè, rất là đáng yêu. Ở đây nó cũng có bông, hai tư xây có hướng này lại cho các bạn xem. Nên bỏ như này thôi, bỏ như này đi. Đây là các bạn thấy không, nó đang có bông. Khi mà nó có bông thì các bạn để cho nó có bông đi, nó có bông thì các bạn chơi xong rồi thì các bạn tỉa. Mỗi một đợt ra bông rồi thì các bạn tỉa cho nó bỏ đi, các bạn tỉa bỏ đi, tỉa bỏ những cái cơ đọt lá ra bông, các bạn giữ lại cái cù lự được thôi, cái cù nừng này thôi, giữ cù nừng này thôi, là bắt đầu cây của các bạn nó sẽ tiếp tục nó phát triển lại, nó ra một cái cơ đọt lá mới và đồng thời nó bắt đầu nó ra bông. Các bạn thấy không, cây này nó ra bông rồi ha. Giờ mình nuôi, tôi nuôi là chủ yếu để tôi giữ được cái phong cây, tôi tạo thành những cái dáng mà xoắn á, cái dáng co như vậy, những cái co cắt giật gì theo ý mình. Rồi sau thời gian nữa thì mình sẽ đưa cho nó vô một cái chậu, đưa vô cái chậu mà mình cảm thấy phù hợp, đưa vô ha. Để bên này đi, tôi cầm cái kéo lại, tôi
nhánh này giữ không ta? Nhánh này kệ đi, giờ cứ tạm thời là cây này để nuôi về đi các bạn. Đó, các bạn thấy phòng đỏ lửa rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ sang chiết một cái chậu bông giấy này, mình đưa nó vô trong cái này kêu bạn gì, cái bình này ha, cho nó phù hợp đây. Đây các bạn ha, đưa vô đây cho nó phù hợp ha. Các bạn muốn cho nó nhỏ thì các bạn kệ nó lên xong một cơ đọt lá thì các bạn sẽ con gọn lại, chứ còn rút cơ đọt lá như thế này thì các bạn đừng có con ha. Các bạn cơ đọt lá như thế này thì mình sẽ rút lại cho nó mang tính thẩm mỹ cái đó, rút là mang tính thẩm mỹ cái đó ha, thẩm mỹ. À, cây này nó phải nói là rất bông giấy, rất là dễ trồng luôn. À, mà chơi văn nhân á, chơi những cái dáng mà không không khèo khèo nhỏ nhỏ, tôi thấy trụ những cái tác phẩm mà nhìn tôi ghiền luôn các bạn, họ chơi rất là đẹp luôn á. Mấy cái nghệ nhân nhất là mấy cái nghệ nhân là bên Trung Quốc á, họ chơi những cái tác phẩm bông giấy mà nhỏ nhỏ trụ nhìn thấy nó sướng vậy đâu, nhìn thấy sướng mà tê người luôn các bạn. À, có bao giờ các bạn mà sướng mà tê người không? Có ha, chứ làm gì cũng có, ai có cảm giác đó, cảm xúc đó mà. Hả, giờ tôi thử gọn lại, để gọn đi. Cây này cái chỗ này để tôi chờ nó lên cái bông rồi bắt đầu tôi cắt tôi cho nó lùn lại vậy. Cắt không ta? Cắt không? Cắt thì bông. Thôi mình chơi luôn ha, sẵn mình làm clip á, mình cắt luôn để cho cái nhìn cái này cho nó đẹp đẹp chút. Bỏ đi. Bỏ đi. Đó, các bạn ha. Nè, nó chuẩn bị ra bông rồi các bạn thấy không? Nè, đây chuẩn bị ra bông rồi nè, nhưng mà tôi cắt tôi bỏ. Tôi cắt tôi bỏ để cây này khi mình vô chậu rồi mình nhìn thấy nó dễ nhìn hơn. Để mấy bạn cười, nó ông nội này ông cái gì cũng biết á, có một cái mắc cỡ không biết. ông chơi cây của ông xấu hơn ổng luôn, mà ông cứ đem lên ông trình là ông khoe, không phải khoe mà tôi chia sẻ với các bạn, tôi nói tôi mê đam mê cái nghề YouTube này lắm các bạn. Cái nghề YouTube này nó gắn bó với tôi lâu lắm từ lúc mà bắt đầu nó mới ra cái phong trào mà YouTuber mà làm mấy cái công việc mà chia sẻ công việc xã hội á, là tôi đã bắt đầu tôi mong men vô cái làng này, làng giải trí này, để mình tập tành của mình làm rồi sau thời gian mà nói chung là thứ nhất là tổ đãi, cái thứ hai nữa là được các bạn ủng hộ, rồi mình bén duyên với nghề thì mình theo nó nay cũng được là bắt đầu tôi làm YouTube là năm giữa năm 17 tới giờ các bạn. Giờ cái kênh mình nó già, mấy ông YouTube này ổng cũng điệu lắm, ổng thấy cái kênh nào mà già rồi á, cái bắt đầu cái ảnh mới bấm chạy xuất á, cái kiểu như ảnh thăm cho cái kênh. Mỗi khi mà tôi ví dụ như là tôi làm một cái clip thì những người đăng ký kênh của tôi đẩy lên cho tao thấy, thì khi mà cái kênh mình nó già nua rồi á, ổng muốn cho mình về hưu thì bằng cách ổng bóp đề xuất lại, thành ra có những bạn nói ủa lâu quá tôi không gặp ông, quá không làm. Thật ra mình làm phim mỗi ngày, và đồng thời tôi mỗi một ngày thông thường tôi tung ra một cái video dài và hai cái video ngắn, từ một đến hai cái video clip khoảng 59 giây đó, thì vẫn tung đều lên. Nhưng mà bên phía nhà mạng người ta không có đẩy cái clip của mình vô những các bạn đã đăng ký, gọi là để cái từ nó gọi là nó bấm đề xuất, nó bấm đề xuất chứ nó không tung, nó đề xuất lên là thấy liền, là như vậy. Thôi kệ nó, mình cứ làm là vui ha, mình làm vui lúc nào hay lúc đó, lúc nào cái quy luật thời gian mà các bạn, cái quy luật là nó nghiệt ngã lắm. Rồi lúc mà người ta hết chuộng mình nữa rồi thôi, mình nuôi vào cuộc sống ẩn giật. Ẩn giật chứ biết sao giờ, chứ giờ sao giờ trời. Giờ là tôi sẽ trộn ha, khi mà tôi trộn đất mà tôi trồng cái xứ này, tôi trộn đất rất là nghèo dinh dưỡng, là chủ yếu là cát nhiều, ở trong cát này tôi dùng than tổ ong ấy các bạn, tôi trộn cho nó nhiều, trộn nhiều, đồng thời tôi trộn cái một chút dưỡng chất để nuôi cho nó thôi, chứ tôi không, các bạn phải nuôi cho nó thật là nghèo nàn thì cái cây của các bạn nó cằn cỗi, khi mà nó cằn cỗi á thì các bạn nó lên tác phẩm nó mới đẹp, tại vì bonsai mà, tác phẩm bonsai thì cây nó sẽ nghèo, nó sẽ cằn cỗi rồi, trộn vô ha. Dọn vô. Bỏ vô một lớp. Đó.
Rồi, giờ mình sẽ cắt cái bầu này ra. Cắt cái bầu này ra. Cây này hôm trước tôi nhớ nó có cái tên gì cũng hay lắm mà giờ tôi quên tên rồi. Nó nhiều quá không nhớ tên. Các bạn khi mà mình ươm cây á vô cái bầu nhựa này nè, tận dụng là cái chai nước á, các bạn thì nó rất là tiện lợi khi mà mình cần á, cái mình cắt ra một cái ha, tiện lợi lắm, đồng thời nó không có tốn kém các bạn ha. Bởi vậy chơi mà này mà tiết kiệm dở cưng, bởi vì dở cưng thưởng hoài nhiều lúc thưởng nhiều quá không dám nhận. Tôi là nói chuyện thợ thao nữa. Vui vẻ là chính các bạn ha. Cuộc sống chẳng là bao rồi. Đành rằng là mỗi người ta có một cái tính cách. Có người thì như tôi thích bông đùa, còn có người thì người ta không thích. Bạn không thích thì chuyện của bạn thôi ha. Tôi chỉ thích chuyện của tôi. Mình làm một cái công việc gì đó thì mình cảm thấy mình thoải mái là ok rồi. Tôi nói mình sống cho mình. Đừng có ngu dốt mà suốt ngày mày đi làm hài lòng, đi làm chiều lòng người khác. Bạn không thể nào mà bạn làm hài lòng hết tất cả mọi người. Nếu mà bạn là lúc nào cũng hài lòng hết tất cả mọi người, chắc có lẽ bạn không biết bạn là ai luôn. mình phải có cái chính kiến riêng của mình chứ các bạn. Nói chung là cái công việc gì cũng vậy, bất cứ một cái gì mình làm, cái gì mình cảm thấy mình không làm phiền đến người khác là ok. Không vi phạm pháp luật ha, không vi phạm thuần phong mỹ tục, vậy là được rồi. Còn muốn gì nữa ông ơi, đừng có khó khăn với người ta. Bạn khó khăn với người khác là kiểu như là bạn khó khăn với chính bạn. Cho nó lòi cái rễ lên, có rễ không? Có rễ, cây này có rễ, nổi rễ. Này tôi trồng đấy cũng được năm rồi các bạn. Tôi đi ra bãi công viên á, tôi thấy ngoài công viên họ trồng mấy cái mẫu đẹp quá, cái bắt đầu cái tôi cắt ha. Thì mình cắt cái nhánh đó. Cắt cái nhánh về mình trồng vậy này thôi, chứ còn cây này là tôi xin đàng hoàng nha, cây này là mình xin giống rồi của chi, còn cây này là cắt ở ngoài công viên. Ngoài công viên thì mấy anh mấy chị làm công trình thì cũng cắt bỏ thôi, nhánh nó già cắt bỏ. Mình gặp nó mình xin giùm chồng không đó, vậy thôi, đừng có nói tham lam mà bày đặt còn cái khoe nữa. Tôi nói làm YouTube với các bạn mà không có đam mê các bạn làm không được đâu, bảo đảm với các bạn được. Tôi làm nghề tôi biết, bởi vì ở đời mà mình không thể nào mình chiều lòng được hết mọi người. Đấy, cái người này kể như là các bạn chỉ cần là 5 người khen, 5 người chê, tỷ lệ 50-50 là ok rồi. Nguyên thủ quốc gia còn bị chửi, còn bị ném đá vô mặt nữa. Ủng hộ cho mình là cái đinh rỉ. Bởi vậy mình sống cho mình. Hơi sức đâu mà quan tâm đến thiên hạ. Biết rằng là dư luận nó cũng là một cái đáng để chúng ta quan tâm. Dư luận nó nhiều lúc nó cũng có tác hại ghê gớm lắm, nhưng mà mình sống có chừng mực thôi các bạn. Rồi, vậy các bạn thấy không, vậy là các bạn thấy lên một cái tác phẩm, tuy rằng nó chưa có hoàn thiện, tác phẩm này gọi là hoàn thiện thì chưa hoàn thiện, nhưng mà trước mắt thì chúng ta đã tạo thành những cái co sẵn như vậy, nó đã định hình rồi. Bởi vì cái co này bây giờ nó không có giãn ra được nữa, mà càng ngày nó càng lớn lên, thì các bạn sẽ thấy sau một thời gian cái co này nó rất là đẹp luôn. Còn cái nhánh dài nhánh ngắn là chuyện nhỏ, có những cái ngắn mình muốn dài không được. Còn cái vấn đề mà dài thì muốn ngắn thì bụt thì sập, thì sau mỗi một đợt ra bông thì các bạn sẽ cắt lại, các bạn con tàn lại. Cũng như là hồi nãy cái nhánh này nè, cái đáng lý tôi để cao tiếp ra bông mà tự cái tôi cắt rồi nè các bạn thấy không, tôi cắt tôi bỏ nhánh này nè, nhánh này tôi cắt bỏ. Đáng lý mình để ra đúng hơn đúng không ta, bây giờ mình cảm thấy cái sự dội dã của mình đáng lý như vậy thì nó dễ thương hơn. Hồi nãy tôi cắt bỏ rồi, đáng lý nó có bông dài dài ngàn, có bông đây tôi để cắt bỏ, tôi vậy đó cầm kéo lên cái là cứ ghiền nó như vậy thôi. Giờ làm
nhánh thấp nhánh cao, vài ngày nữa nhánh thì nó sẽ ra bông lại, nó sẽ lên ra bông lại. Và cái bông này nó nở cũng khá là lâu rồi, mới nở thì nó hồng hồng, nó sáng sáng như thế này đây các bạn. Nó kêu bằng cây này tên gì mẹ, tên. Rồi sau thời gian thì nó sẽ chuyển sang cái màu hồng đậm rồi nó sẽ rụng. Giờ cắt cái này bỏ này. Đó các bạn ha. Thì mình chơi bonsai theo mà trường xã chưa theo cái trường phái mà quái vân nhân mà quái, thì các bạn cứ thỏa chí sáng tác, thỏa chí sáng tạo. Các bạn lưu ý là nếu mình chơi vân nhân hoặc là dán quái chút á, thì thông thường thì cái đầu cây nó nhẹ ha, nó không có rậm trên cái đầu cây nó nhẹ, là cái dán nó có thể là cong queo hoặc là thẳng đứng vậy cũng được, hay là cong cong quẹo quẹo cũng được. Đó là cái lối chơi mà tôi thấy cái giới trẻ bây giờ họ rất là thích cái lối chơi mà vân nhân mà nó hơi quái như thế này, bởi vì nó không có gò bó vô khuôn khổ. Rồi ok, như vậy là hôm nay tôi cũng đã làm xong cái phần việc của ngày hôm nay và làm được một cái clip nhỏ chia sẻ cùng các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tới nào.